Mến chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách làm bánh ú, nhân bên trong rất là ngon, ăn không bị ngán, thích hợp cho những ngày lễ Tết hay đám tiệc đều tiện lợi. Đặc biệt bánh sau khi hấp xong có màu xanh thật là bắt mắt, nếp dẻo mềm, không rời rạc, phần nhân thơm bùi của đậu xanh, dai của nấm, ai ăn một lần rồi sẽ muốn ăn nữa. Mình đem ra ngoài, quay gần cho các bạn xem chiếc bánh ngon như thế nào nha. Mời các bạn cùng theo dõi video, Tết này trổ tài làm bánh cho cả nhà thưởng thức, chắc chắn mọi người sẽ tấm tắc ngợi khen. Cùng mình vào bếp thôi nào các tình yêu ơi! Mình ngâm 700g nếp, ngâm khoảng 4 tiếng. 50g nấm đông cô. 200g đậu xanh ruột, tất cả mình cũng ngâm cho mềm. Nếp sau khi ngâm, mình vo thật sạch. Khâu này rất là quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng chiếc bánh mình làm ra. Muốn bảo quản được lâu, nếp phải thật sạch, mình vo đến khi nào nước trong thì thôi. Xong rồi mình để qua rổ cho ráo nước. Đậu xanh mình cũng làm như vậy. Cho đậu vào nồi. Chế nước sấm sấp mặt đậu. Bắt lên bếp nấu. Và mình cho vào một ít muối. Nấm đông cô rửa sạch. Sau đó vắt hết nước. Nấm sắt miếng vừa ăn. Thịt dê chay xé nhỏ ra. Đậu xanh lúc này gần hết nước, mình dùng cái phởi đánh trứng khuấy đều, để đậu không bị khét, nhớ hạ lửa nhỏ. Như thế này là được, đừng khô quá. Nấm đông cô chiên vàng. Thịt dê chay cho vào chiên cùng. Nấm hơi vàng thì nêm gia vị vừa ăn. Thêm ít tiêu, mình không bỏ muối, thay vào đó là nước mắm chay cho có vị đậm đà. Xào lên để các nguyên liệu thấm gia vị.
xào cho khô tắt bếp. 500ml nước rau bồ ngót đổ vào chảo, nếu bạn không có, thay bằng nước lá dứa. Nấu cho sôi và mình cũng bỏ ít muối nữa nhé. Để nếp có độ bóng cho vào một thìa dầu ăn. Bắt đầu xào nếp. Các bạn thấy video hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, ủng hộ tinh thần cho mình nhé. Nhớ bấm vào cái chuông, khi có video mới, sẽ thông báo đến bạn. Cảm ơn rất nhiều ạ. Mình cứ trộn đều nó lên, trộn liên tục tránh bị khét. Bạn thấy màu rất là xanh phải không ạ? Nên khi làm bánh mình hay dùng lá bồ ngót, còn nấu chè, làm rau câu thì mình chọn lá dứa. Mỗi lá đều có màu xanh và hương vị khác nhau. Nhưng đa phần mọi người chọn lá dứa hơn vì rất dễ tìm, hầu như nhà nào cũng có trồng. Sau đến khi ráo nước là được. Lá chuối mình phơi cho hơi mềm để dễ gói, sau đó lau sạch bụi. Bây giờ mình xếp lá chuối hình tam giác. Lấy cái muỗng cho vào một ít nếp. Kế tiếp một lớp đậu. Tiếp đến là nấm. Sau cùng thêm một lớp nếp lên trên. Gói lại các góc. Dùng dây buộc chặt lại. Làm với số lượng ít nên mình hấp bằng nồi cơm điện tiết kiệm thời gian, chỉ 15 phút mình gỡ chui, nước trong nồi vẫn còn sôi nên bạn không lo sợ bánh bị sống đâu nhá. Bánh đã chín, mình lột lá chuối cho bạn xem bên trong như thế nào nha. Khi mà bạn gói bột dây kỹ càng, bảo đảm bánh không bị vô nước, bánh cũng không có bị nhão nữa. Nhìn sơ qua thấy ngon rồi, không dính lá, trơn tru rất dễ bóc. Rất là hấp dẫn phải không ạ? Chiếc bánh rẻ chặt, không rời rạc, màu sắc bắt mắt. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.